siêu phẩm Binchi ốc tre XR4. Hàng chính hãng của Ý, phiên bản cao cấp lắp Ultra R8050 điện, bánh Campagnolo Boro One ấy, xe line new này, hàng chính hãng này, da đầu zip SL 70 aero, stem zip spring, hết cho em xem hàng chính hãng là nó có một cái mã QR dưới gầm. Hàng chính hãng Binchi cao cấp, mình sẽ test cho anh em xem.